Và mình sẽ chuẩn bị mình tổ chức cho ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Xin mời bốn người phụ nữ của SAS Việt Nam các bạn. Nhiều quá. Quá trời. Lên đây. Ồ, oh, sao thế? Ủa, chắc có quốc nữa mà ta. Quốc lên luôn. Ồ, sao em tính mà niềm vàng. Đứng lại, đứng. Đầu tiên là bạn Thúy, anh Thụy giúp em tặng quà cho bạn Thúy giúp em ạ. Hôm hôm nè. Quay phim luôn. Hai là chị Quân. Anh Huy ơi. Thôi nhờ khác đi. Đây cầm cho đi. Ok. Thở đi. Rồi thứ ba là bạn Thi anh Trung. Ờ. Anh Trung đâu? Anh Trung á. Nè, trong già rồi gặp có đâu. Tôi nói hay nhất trong ngày. Tú Quỳnh, anh Tú Quỳnh già chưa? Bây giờ là chưa già. Thấy có lời trước mắt em đổ vậy đấy. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Mời mọi người bật đi. Trước, bật đi. Anh muốn gì thấy?